Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bất luận cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 22 tháng 5 nên đầu máy 14 con ạ. Và hôm nay chỉ có 14 con thôi. Hôm nay chủ nhật thợ nó nghỉ nhiều quá. Một số bác đặt hàng nha, em sẽ không chưa làm kịp nha. Và hôm nay chỉ có 14 con thôi. Vâng, máy em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, mã phát cước, dây đeo, tip mở buji và mở đầu dao, lục giác để vặn cái tay cầm. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc, và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Đó, hình thức bên em là như vậy. Và ngày nào em cũng nói cái câu nói đầu như thế vậy. Và nói thật với các bác là một số bác ạ, xem kênh của em nhiều rồi ạ, thì nói thật các bác có các bác khả năng thuộc rồi ạ, nhưng mà ngày nào cũng vậy ạ, có những bác hỏi cái máy này bao nhiêu tiền, con màu đỏ bao nhiêu tiền, địa chỉ ở đâu. Nói thật với các bác thì các bác hỏi thì em vẫn trả lời thôi, nhưng nó mất thời gian của nhau nhá. Rồi, bác nào chốt con nào chọn con nào thì tới đi tới lại kỹ con đó nha. Tất cả tình trạng máy, công suất máy, đời máy, hãng máy là báo rõ ràng trên video này nha các bác. Và lô máy hôm nay thì toàn con hàng đẹp nha, không có con nào hàng xấu trong này đâu ạ. Và cũng chẳng bán rẻ đâu ạ, đa phần em còn phết đắt đấy ạ. Đó. Và lô máy hôm nay gồm có những con như sau ạ. Có những con Honda GX 25, hai con Honda GX 25 xuất sắc nha các bác. Và Mitsubishi TL 33 không có điểm chê. Mitsubishi TL 231, 261 trục giật trợ lực le tay đỏ tung rơi xuất sắc nha các bác. Maruyama 26cc, một con Kawasaki TJ 27 nha. Mitsubishi TL 26, Mitsubishi TL 231 trục giật trợ lực le tay đỏ tung liền. Mitsubishi TB 27, một con Maruyama 23cc, một con Maruyama 26cc tung liền. Và một con Robin 21cc, một con Maruyama 20cc, công suất cỡ nhỏ nha các bác. Và công suất hôm nay thì từ 20cc cho tới 33cc, tùy theo mục đích công việc, tùy theo túi tiền. Các bác có thể lựa chọn những con nào ưng ý và vừa túi tiền nhất nha. Vâng, đấy, em nói là tùy theo mục đích công việc nha. Đó, ví dụ như các bác nào xài ít, xài công việc gia đình nha, các bác chơi những con này thôi. Đó, tại vì khách hàng bên em ấy thì cũng đa dạng khách hàng. Có nhiều bác bình luận trên kênh phải lòng 30 mới chơi được. Vâng, cũng không nhất thiết nha. Tại vì khách hàng bên em có những bác ấy ạ, đó thực sự các bác chỉ được nước nặng nhiều tiền là đông tiền đấy ạ. Và các bác đa phần là chọn những cái máy gọi là đắt tiền. Mà đắt tiền là đa phần nó rơi vào những công suất lớn. Mà thực tế là mục đích công việc của các bác ấy, nó cũng chả xài đáng bao nhiêu cả. Có những bác thì có tầm khoảng 1000m2 thôi, 1000m2 mà, nhưng mà đâu có phải là toàn cỏ đâu. Như kiểu cái loại cỏ cỏ sân bóng ấy, gọi là một gang tay cho các bác cắt nhỏ nhỏ, cắt ngắn thì gọi là cỏ trang trí ạ. Đó, những cái bác đó thì cũng không nhất thiết phải mua những cái con đắt tiền quá. Nhưng mà ngược lại những cái bác đấy này, những cái bác là được bước cái nước là đông tiền, nhiều tiền. Nên là đa phần những cái bác đó lại chọn những máy đắt tiền nha. Đó, nên là em nói trên video đấy ạ. Tùy theo mục đích công việc, tùy theo túi tiền. Đó, các bác chọn nữa những con đắt tiền hơn. Khẳng định với các bác thì cái độ hên xui nó ít hơn. Đó, và đa phần máy tính theo công suất nha. To nó to tiền, bé nó bé tiền. Không phải con 3 triệu, nhiều khi không phải con 3 triệu nó ngon hơn con 1,2 triệu đâu nha. Mà nó to hơn, nó đắt tiền hơn. Đó, và các bác lưu ý lô chữ S ngày 22 tháng 5 nha các bác. Và trước khi review từng con một, như mọi khi em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt ạ. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng mình bơm xăng ạ. Tất cả những con bình xuống dưới đều phải ấn có nút bơm xăng này hết. Đó, bơm xăng. Rồi tùy theo từng cái le nữa ạ. Ví dụ le bên Maruyama này, thường thường nó le bên tay trái thì các bác thả xuống. Đó, khi đã nổ rồi nhấc lên. Những con le bên tay phải này, đó, bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống nha. Còn le tai đỏ ấy ạ, nó lại sử dụng khác, bắt đầu khởi động bật lên. Và khi nó nổ rồi ấy, các bác chỉ cần ga lên, tự khắc nó bật lại nha các bác. Rồi rất nổ. Đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình bơm xăng đóng le làm đúng thao tác như vậy nha. Thì các bác lưu ý một tí nữa là ga lên một chút thì bao giờ cũng dễ nổ hơn nhá. Và bây giờ mà nó đã nổ rồi ạ, không cần phải bơm xăng, không cần phải đóng le nữa, nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Và F1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maruyama nhá, một con Maruyama đẹp xuất sắc.
tình trạng zin nguyên bản 100% nha các bác. Con này, con này đã nhỏ nhẹ mà nó lại có quả trục giật trợ lực nha, rất thích hợp cho những bác nào cao tuổi, chị em phụ nữ thích một con hàng nhẹ làm công việc gia đình thì các bác chọn S1 này ngày hôm nay này. Giá của em này là 1.250.000 đồng S1 nha, đẹp xuất sắc, một con Maru Giang Ma đời cao đó, không có điểm chê đâu ạ. Từ đầu bò này một trong bốn cỏ xuất sắc. Vâng, 1.250.000 đồng cho con số S1 ngày hôm nay nha các bác. Và các bác thích một con ngon bổ rẻ tương đối đẹp, các bác có thể chọn con số S2 ngày hôm nay đến thương hiệu Robin LB211 21cc lòng 31 đi. Với cái phiên bản này nó là mui đứng, lòng đứng. Và đa phần những con lòng đứng đa phần nó sẽ tiết kiệm xăng một chút, và nó cái công suất của nó khỏe hơn công suất thực một chút nha. Ví dụ con này là 21cc này, em khẳng định với các bác nó phải bằng con 22, ít nhất nó phải bằng con 22 hoặc 23cc của những cái hãng bình thường nha. Đó, tua của nó con này rất nhanh đó, mà vừa túi tiền. Với phiên bản này thì là chế Womro, chế một kim, tum liền tum nhôm, tay ga giữ. Vâng, tình trạng cũng nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này sẽ là 1.250.000 đồng cho thương hiệu Robin 21cc lòng 31 này nha, đẹp xuất sắc các bác ạ. Đó, các bác có thể nghe tiếng con này ạ, tiếng rất đanh nha. Con này rất phù hợp với câu bé mà có võ nha các bác. Vâng, S2 1.250.000 đồng. Vâng, tiếp tới giới thiệu cho các bác con số S3 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maru Giang Ma. Với con này thì nó là 26cc, lòng của nó là 34 ly nha các bác. Với phiên bản có trục giật trợ lực, chế Womro, chế 2 kim, tum liền, tay ga giữ, cùng tác động trên tay. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.650.000 đồng cho con số S3 ngày hôm nay nhá. Một con Maru Giang Ma cũng chả có điểm chê đâu ạ, zin nguyên bản 100% cho các bác, giá chỉ có 1.650.000 đồng ạ. Với con số S3 1.650.000 đồng ạ. Với các bác thích một con tum rời để gắn máy xịt thuốc, đeo nhẹ nhàng, các bác có thể chọn con số S4 ngày hôm nay nha. Đến từ thương hiệu Maru Giang Ma MB2300, 23cc lòng của nó là 32 ly. Với phiên bản chế Womro, chế một kim, tum rời tum nhôm nha. Những cái dòng tum có thể gắn máy xịt thuốc kia. Và thiết kế của này rất nhỏ gọn nhẹ nhàng nha, chắc có tầm khoảng 4-4,2kg thôi, nhẹ nhàng. Công suất 23cc lòng 32 ly. Tình trạng con này thì cũng zin nguyên bản hết cho các bác nha. Tay ga giữ, công tắc của nhân tay, đầu bò chắn đá zin. Vâng, và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.550.000 đồng cho con số S4 ngày hôm nay ạ. Vâng, S4 1.550.000 đồng ạ. Và các bác thích một con đẳng cấp hơn một chút nữa thì các bác có thể chọn con số F5 ngày hôm nay nha. Cái thương hiệu này cũng được rất nhiều bác đặt hàng và mua những dòng này. Mitsubishi đời TB 27cc lòng 34 ly. Với thiết kế của con này á, nếu mà để mà phân khúc 26-27cc á, nó là một trong những con nhẹ nha, nhẹ giật dễ lổ, nó có trục giật trợ lực bằng nò xo, chế Womro, chế 2 kim, và tua của con này rất nhanh nha, nó còn tua nhanh hơn đời TL ấy ạ. Vâng, với phiên bản này là sẽ là tum liên, tum nhôm. Đồ đẹp của nó thì nếu mà cái đời này như thế này cũng là thuộc hệ xuất sắc nha các bác. Tay ga hộp giữ. Vâng, tình trạng con này thì cũng zin nguyên bản 100% cho các bác. Và giá của em này ngày hôm nay sẽ là 2.100.000 đồng nha các bác. 2.100.000 đồng cho con số S5. Một con Mitsubishi TB 27cc lòng 34 ly ạ.
Vâng, F5 2 triệu 100 ngàn đồng. Giá đã bao ship và là món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, S6 cực kỳ xịn sò luôn. Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly với phiên bản trục giật có trợ lực chế Wamoro, chế 2 kim, le đỏ tự động nha. Vâng, những con le đỏ tự động này, các bác bắt đầu khởi động ngay, các bác bơm xăng này. Đó, gạt cái này lên. Đó, giật nổ, nổ rồi ga lên tự khắc nó bật về nha. Đó, ga lên tự khắc nó bật về. Đó, rất xịn sò. Với phiên bản này là tum liền nha các bác. Tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1 triệu 800 ngàn đồng cho con số F6 ngày hôm nay nha. Một con Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly ạ. Các bác thích một con đời TL nhỉnh hơn một chút nữa, giá tiền cũng hơn một chút nữa, thì các bác có thể chọn con số S7 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26 nha. 26cc, lòng của nó là 33 ly. Và với phiên bản này thì là chế Wamoro 2 kim. Tum rời, tum nhôm. Tay ga giữ. Vâng, tình trạng riêng nguyên bản hết cho bác con này. Và giá của em này hôm nay sẽ là 2 triệu 300 ngàn đồng cho con số S7 ạ. Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, S7 2 triệu 300 ngàn đồng nha. Đẹp xuất sắc đấy ạ, vì nguyên bán. Vâng, các bác thích một con túi tiền vừa phải, một con hàng hệ nha, hàng chuẩn. Đó, đến từ thương hiệu Kawasaki đời TZ nha. TZ 27, 27cc lòng 34 ly. Vâng, với cái phiên bản này ạ, trục giật trợ lực nha, kéo lên thả xuống là nổ đấy ạ. Chế bơm xăng tự động, le đỏ, cấm tự động. Đó, le đỏ này các bác bấm này, nổ rồi các bác ga lên tự động vọt lại nha. Và các bác lưu ý những cái con này này, buổi sáng khởi động ấy đừng có ga, tại vì ga lên ấy thì nó lại không đóng le được nha. Đó, các bác lưu ý. Với phiên bản này thì nó là tum liên. Tay ga giữ, vật cùm của nó màu vàng này, chấm đá màu vàng. Đó, rin nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này ngày hôm nay sẽ là 1 triệu 850 ngàn đồng cho con số S8 nha. TZ27. Đó, đây nó không có chữ TZ27 đâu ạ. Và cái số seri của nó nằm ở trong này cơ nha các bác. Đó, các bác thích kiểm tra máy ạ. Đó, cái số này TZ27 đây nha các bác. Đó, xịn sò luôn. Thích cao tuổi, các bác thích một con máy nhẹ nhẹ phát cước ok ấy, các bác chọn con số S8 nha. Đó, nó là mối đứng, nó cũng rất khỏe, tiết kiệm xăng. 1 triệu 850 ngàn đồng S8 ạ. Với con S9, bác nào thích một con tum rời, giá tiền cũng phải chăng, đến từ thương hiệu Marujangma. Với con này thì nó là 26cc lòng 34 ly nha các bác. Có trục giật trợ lực, chế Wamoro, chế 1 kim, tum rời, tum nhôm nha. Tay ga giữ. Vâng, tình trạng cũng đẹp xuất sắc, rin nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này sẽ là 1 triệu 800 ngàn đồng cho con số F9 đến từ thương hiệu Marujangma, 26cc lòng 34 ly. Vâng, cót trợ lực kéo nhẹ nhẹ cái nó nổ thôi nha các bác. 1 triệu 800 ngàn đồng S9 nha các bác. Vâng, S10. Đây là một trong những cái thương hiệu cũng tương đối đau đầu đấy ạ. Tại vì đây là một trong những thương hiệu các bác đặt hàng nhiều và cũng bị nói nhiều về cái thương hiệu này này. Thương hiệu Mitsubishi TL261 trục giật trợ lực hoặc là TL33 ấy ạ. À, bác nào đặt rồi thì không sao, các bác nào mà chờ lâu quá, ví dụ 3-4 ngày nhắn tin là câu view, câu like những mặt hàng ở đây. Vâng, một con Mitsubishi TL261 trục giật trợ lực, le tai đỏ, quá xịn sò.
Tình trạng con này thì riêng nguyên bản 100% cho các bác nhá, không có một cái gì nâu đâu ạ. Tum rời tum nhôm, xuất sắc, không có điểm chê đâu ạ. Tay ga giữ, bỏ chắn đá đi. Và với thương hiệu này sẽ là 2.600.000 đồng cho con số F10 ngày hôm nay nha. Mitsubishi TL261, cái phiên bản phân khúc 26cc đắt tiền nhất đấy ạ. Rất nổ. Khều cái nó nổ thôi các bác ạ. F10 2.600.000 đồng. Và cũng là cái phiên bản đó mà công suất nó nhỏ hơn một tí nha. Không phải nó không ngon hơn mà nó rẻ tiền hơn đâu ạ. Chẳng qua nó nhỏ hơn, nó rẻ tiền hơn thôi ạ. Mitsubishi TL231, cũng phiên bản trục giật trợ lực, chế có màu đồ, le đỏ tự động, chế 2 kim, tum rời tum nhôm, đẹp xuất sắc nha các bác. Tay ga giữ, đầu bò chắn đá rin. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.900.000 đồng cho con số F11 ngày hôm nay nha các bác. Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly, phiên bản trục giật trợ lực, le tai đỏ, chế 2 kim ạ. Vâng, FP1 1.900.000 đồng nha các bác. Vâng, giới thiệu cho các bác con số F12 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33, 33cc lòng 36 ly. Vâng, với cái phiên bản này thì cũng là phiên bản đau đầu nhất của cửa hàng em đây ạ. Là phiên bản được các bác nói chung là đặt hàng nhiều lắm. Và cái phiên bản này nhá, em sẽ không nhận đặt hàng nha các bác. Các bác thông cảm. Tại vì nó cái số lượng nó không đổi đủ để cho các bác đặt hàng. Và cái mặt hàng này thì em vẫn còn nha, cứ tầm khoảng 2 đến 3 ngày em sẽ đăng một con. Đó, bác nào chốt nhanh thì được thôi ạ. Vâng, với phiên bản này sẽ là tum rời tum nhôm, bố côn 330 nha. Đó. Tình trạng con này thì từ đầu đến cuối nó đi nguyên bản hết nha. Có mỗi cái bình xăng này là bình xăng mới thôi. Và các bác cũng yên tâm, cái bình xăng mới của Long Cơ Thành Định nha. Đặt cái bình xăng cực kỳ chất lượng nha. Em có thể mở cái lắp bình xăng cho các bác này. Đó, em nói cái bình xăng riêng này các bác cũng tin ạ. Đó, tại vì cái nắp xăng này nó làm rất sắc sảo. Cái lắp này vẫn còn lắp pin nha các bác. Nó ở bình xăng vỡ vẫn còn lắp pin chuẩn. Không có điểm chê đâu, cái bình xăng này em khẳng định với các bác không có điểm chê. Tuy nó là bình xăng mới, tại vì bình xăng mới cũng tùy từ cửa hàng. Có cửa hàng nó nô lắm. Và bình xăng của Long Cơ Thành Điện y như bình xăng pin luôn nha các bác. Vâng, với phiên bản này là chế Guamoro 2 kim. Ống cần 26 ti vuông, tay ga giữ. Và cái tay thiết kế là nhỏ so với máy nha. Và cái đầu bò của nó ấy thì xịn sò rồi, đầu bò ngọc trúng cuốn cỏ này. Và với những cái thương hiệu này có một số bác kỹ tính ạ, cứ đòi hỏi em phải quay lại số series cần, số series máy. Và xin lỗi các bác, em không có thời gian quay lại nha. Khi các bác chốt đơn, các bác lên kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cho các bác một lần nữa, các bác xem lại hình ảnh. Rồi, ok, chốt thì sẽ ghi địa chỉ số điện thoại người nhận, rồi em sẽ ship hàng nha các bác. Vâng, và với thương hiệu này ngày hôm nay em sẽ bán giá là 3.450.000 đồng. Phép đắt lên đấy ạ, 3.450.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL33, 33cc lòng 36 ly ạ. Đó, những cái con này này không phải là không gắt được đâu ạ. À, là ông thợ ông chỉnh cái máy này nó dư xăng quá thôi. Đó, các bác có thể chỉnh như thế vậy nha, em chỉ luôn cách chỉnh. À, các bác chỉnh nếu mà muốn chuẩn đấy ạ thì các bác cứ nổ máy lên, đặt cái vít ở đây trước này. Đó. Rồi nổ máy lên. Rồi ga lên, vừa ga vừa chỉnh nha. Các bác có thể nghe tiếng công ty nha. Con này còn rất đẹp, tình trạng máy còn rất cao nha. Cái phần trăm của nó rất cao, lốc máy made in Japan. Đó, còn các bác nào kêu
giả giá rồi máy đắt đấy ạ các bác, nên các bác không nên gọi cho em đâu ạ, tại vì giá em đã báo chuẩn và không bớt nha các bác. Đó, các bác có thể tìm hiểu trên các kênh khác, họ bán có 1,5 triệu hay 1,6 triệu một cây thôi. Đó, và em nó sẽ xếp đắt nha, 3,450,000 đồng ạ. S12 nha các bác, Mitsubishi TL33. Vâng, với từ số 1 đến số 12 đều là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt. Các bác thích những con không pha nhớt đẹp xuất sắc thì các bác có thể chọn con S13 và S14 ngày hôm nay. Hai con 4 thì xăng riêng nhất riêng nha các bác. Vâng, đều đến từ thương hiệu Honda. Honda RX 25, 25cc lòng 35 ly ạ. Vâng, với phiên bản này thì là tum rời tum nhôm nha các bác. Con số S13 này này là tay ga giữ công tác của trên tay nha. À, cái chiều công tác của nó là giữa là bật nha, hai bên đều là tắt ạ. Đó, tình trạng thì cực kỳ đẹp rồi. Đã bó chắn đá đi hết cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2,800,000 đồng cho con số S13 ngày hôm nay nha. Một con Honda GX25 đẹp xuất sắc, không có điểm trên. Các bác cứ nhìn bình xăng này, trắng tinh luôn. Vâng, con số S13 2,800,000 đồng nha các bác. Vâng, S14 2,850,000 đồng. Vâng, lý do làm sao đắt hơn 50.000, chưa chắc nó đẹp hơn con S13 đâu ạ. À, nhưng mà nó đắt hơn ở cái tay ga này nha các bác, tay ga hộp. Còn thằng này tay ga giữ, đắt hơn tay ga thôi, còn độ đẹp thì chưa chắc đâu ạ. À, đó cũng nguyên nguyên bản hết cho các bác, cũng thực hiện là xuất sắc đấy ạ. À, 25cc lòng 35 đi Mizapan nha các bác. Đó, xuất sắc. Vâng, hai con Honda hôm nay không có điểm chê đâu nha các bác, đẹp xuất sắc. Vâng, S14 2,850,000 đồng. Vâng, em vừa báo giá cho một con nô máy 14 con. Em xin nhắc lại, giá em báo là nó có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc nha các bác. Bác nào chưa thích con nào, chưa chốt con nào được con này, hoặc là chốt chậm, chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Và trong cái thời gian này cửa hàng hiện tại là hơi quá tải một chút nha, các bác đặt hàng nhiều quá nên là tạm thời trong vòng nửa tháng nữa em không nhận hàng nhận sỉ nha các bác, em chỉ bán lẻ thôi, không nhận sỉ. Các bác nào mà nhận muốn mua sỉ thì các bác chờ tầm khoảng ít nhất phải nửa tháng nữa nha, tại vì cái thời gian này rất nhiều các bác đặt hàng không làm kịp nên các bác thông cảm ạ. Vâng, em sẽ kết thúc video tại đây, xin chào toàn thể bà con, cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.